Chỉ có một con đường duy nhất để bạn đạt được cái mục tiêu của mình, đó là tiếp tục bước về phía trước thôi, không còn con đường nào khác cả. Ngay cả những người mà họ cực kỳ thành công, họ rất là vĩ đại á, thì họ cũng không bao giờ biết được cái hành trình, cái con đường họ đi tới cái mục tiêu họ như thế nào. Và khi họ đặt ra cái mục tiêu, họ cũng không biết cách để mà làm đâu. Tại vì đơn giản đó là những cái thứ họ muốn và họ chưa bao giờ làm thì họ không biết cách. Nhưng mà họ chỉ có một thứ, đó là họ có một cái niềm tin mãnh liệt vào chính bản thân của họ. Và họ thực sự không bao giờ bỏ cuộc. Họ cứ tiếp tục tiến tới. Và tất nhiên, cái việc của chúng ta đó không phải là sợ hãi những cái gì chúng ta không biết, mà việc của chúng ta đó là sẵn sàng bên trong tâm trí, sẵn sàng đối diện, đối mặt với những cái thử thách mà mình sẽ phải vượt qua. Tại vì những thứ đó mình chưa bao giờ làm, chưa làm thì mình không biết cách. Thì khi mà mình gặp nó thì việc của mình đó là chuẩn bị tâm lý. Nếu mà đó là ngõ cụt thì mình chỉ cần chuyển hướng thôi, học cách để chuyển hướng. Và nếu như mà đó là cái việc mà mình có thể là xử lý được, thì việc của mình đó là trau dồi những cái kỹ năng, những tư duy, tất cả mọi thứ nó đều có thể học được. Và đó là cái điều rất là tuyệt vời. Chúng ta đã có sẵn mọi thứ rồi, bây giờ chúng ta có đầy đủ mọi điều kiện: internet, wifi, điện thoại, smartphone, tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể học được. Không học từ sách thì học từ YouTube, học từ những cái trang mạng xã hội, học từ thầy, học từ bạn, học từ những cái khóa học. Có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể phát triển mỗi ngày. Việc của chúng ta đó là không phải sợ hãi những gì chúng ta không biết. Việc của mình đó là liên tục trau dồi để mình lớn lên, để mình vượt qua. Cái mấu chốt đó là mình phải tìm thấy được cái sự hạnh phúc, mình phải tìm thấy được cái đam mê trên cái hành trình mình đi. Mỗi ngày mình cảm nhận như là mình đang sống. Chứ mình không phải là mình sống một cái cuộc đời nó cứ thả trôi như vậy, mình sẽ thấy nó không có ý nghĩa. Và mình sinh ra trên cuộc đời này chỉ để thực hiện những cái mục tiêu ước mơ mà. Nếu mà mình không làm thì ai làm? Nếu bây giờ không làm thì bao giờ làm nữa? Vậy nên là bạn hãy cứ tiến lên, tiếp tục theo đuổi ước mơ, mục tiêu ai cũng có thể làm được. Và ngay cái thời khắc mà bạn cam kết với những cái điều mà mình mong muốn á, thì nguồn lực nó sẽ xuất hiện, quý nhân sẽ xuất hiện, con đường sẽ xuất hiện. Ai cũng sẽ có được những cái nguồn lực tương ứng và tương ứng theo cái điều khao khát của bạn để giúp cho bạn thành công.